Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 16 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hiệp hội Nhà xuất bản Quốc tế kính phục Đoàn Tràng lên án chính phủ Việt Nam. Nếu chúng ta không phản đối phiên tòa này thì hãy lại hạ tay xuống đi và đừng đấu tranh cho tự do ngôn luận nữa. Tổng thư ký Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế IPA Joseph Borghino đã nói với đài tiếng BBC tại Anh Quốc ngay sau khi Phạm Đoàn Tràng bị tuyên 9 năm tù. Nhà xuất bản thì là hiệp hội tổ chức quốc tế có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, thành lập vào năm 1896 với hoạt động thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do xuất bản, từng trao giải thưởng Voltaire năm 2020 cho nhà xuất bản tự do mà nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang là một trong những người sáng lập và điều hành. Chúng tôi kính phục Đoan Trang, ông Joseph, tổng thư ký của IPA, đã bình luận với đài BBC tiếng Việt về việc bà Phạm Đoan Trang, người từng được trao giải thưởng, đã bị kết án 9 năm tù về những gì bà viết và xuất bản. Ông nói thêm, Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế tin vào tự do xuất bản, tin rằng các nhà xuất bản nên được tự do xuất bản các tác phẩm mà họ nghĩ là nên được xuất bản, và bằng cách ấy đấu tranh cho quyền tự do biểu đạt của các tác giả. Đây là hình ảnh, bất chấp sự đàn áp của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà báo Phạm Đoan Trang cùng nhà xuất bản tự do đã cho ra đời hàng loạt đầu sách có nội dung cổ suý cho dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Phạm Đoan Trang là hiện thân của những giá trị này và IPA đã lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể. Việc truy tố bà ấy khi bà ấy thực hiện quyền tự do biểu đạt vốn đã được thể hiện trang trọng tại Điều số 19 Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1948 của Liên Hợp Quốc. Là một tổ chức giám sát các sự vi phạm nhân quyền, quyền tự do biểu đạt và tự do xuất bản trên khắp thế giới, IPA nhấn mạnh rằng họ biểu dương Phạm Đoan Trang về sự dũng cảm của bà ấy đối với sự khủng bố, vốn chỉ có thể nhằm mục đích khiến những người khác khiếp sợ và câm nín. Ông Joseph đã nói về sự bảo vệ, hỗ trợ của tổ chức đối với những nhân vật như Phạm Đoan Trang. Theo đó, vấn đề này là khác nhau tùy thuộc khu vực. Tại một số khu vực, việc được tặng các giải thưởng và hiện diện của họ trong các hành động quốc tế rõ ràng có thể giúp các nhà xuất bản và các tác giả dũng cảm, an toàn. Nhưng ở những khu vực khác, cùng điều đó lại khiến họ đối mặt với nguy cơ lớn hơn. Các hoạt động ngoại giao giữa các nhà nước có thể đóng một vai trò quan trọng. Phạm Đoan Trang và những người như bà ấy đã từ bỏ cơ hội ra nước ngoài để hoạt động an toàn hơn trong cuộc đấu tranh vì tương lai của đất nước. Đó chính là một trong những điều mà Phạm Đoan Trang truyền cảm hứng. Tổng thư ký IPA đã nói như vậy. Với bản án 9 năm cho Phạm Đoan Trang, ông Joseph cũng lên án phiên tòa hôm 14 tháng 12 như sau. Từ tất cả những thông tin mà chúng ta tiếp cận được, tôi cho rằng cộng đồng quốc tế có thể tham gia cùng chúng tôi để lên án lập trường của chính phủ Việt Nam. Các tội danh và quy trình tố tụng khiến chúng ta chỉ có thể thấy rằng đây là một phiên tòa trình diễn nhằm răn đe không hơn, không kém. Nếu chúng ta không phản đối phiên tòa này thì hãy hạ tay xuống và đừng đấu tranh cho tự do ngôn luận nữa. Đây là hình ảnh ông Joseph, tổng thư ký các hiệp hội nhà xuất bản quốc tế, viết tắt là IPA. Đồng thời, IPA cũng nhắc lại vai trò của Phạm Đoan Trang trong việc mở đường cho việc xuất bản độc lập tại Việt Nam. Ông nói, ngay trước khi bị bắt, Phạm Đoan Trang đã gửi cho chúng tôi một video giải thích về xuất bản độc lập tại Việt Nam. Nỗ lực mà những người làm xuất bản độc lập tại Việt Nam phải thực hiện là vô cùng to lớn. Nguy cơ từ những bản án kiểu này là có thể làm nhụt chí mọi người hơn nữa. Chỉ những người dũng cảm nhất trong số chúng ta mới đánh đổi 9 năm trong tù để xuất bản sách. Chúng tôi kính phục Phạm Đoan Trang và hứa sẽ tiếp tục cổ vũ cho bà ấy. Ông Joseph đã nhấn mạnh như vậy. Tiếng nói của các tổ chức quốc tế khác cũng được phát lên toàn thế giới. Bên cạnh IPA, nhiều chính phủ, tổ chức quốc tế đã lên tiếng sau khi Phạm Đoan Trang bị tòa kết án 9 năm tù, cao hơn mức 7-8 năm mà Viện Kiểm sát đề nghị. Cụ thể, Mỹ đưa ra tuyên bố lên án việc kết án 9 năm tù đối với tác giả Việt Nam Phạm Đoan Trang rằng người không làm gì khác hơn là bày tỏ chính kiến của mình một cách ôn hòa. Chúng tôi cũng ghi nhận ý kiến gần đây của nhóm công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc cho thấy việc giam giữ Trang là tùy tiện
và trái với các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người của Việt Nam. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả lại tự do cho Trang, người đã được quốc tế công nhận công lao thúc đẩy nhân quyền và việc cai trị tốt ở Việt Nam, đồng thời cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của mình mà không sợ bị trả thù. Chúng tôi cũng kêu gọi chính phủ đảm bảo luật pháp và các hành động của mình phù hợp với các quy định về quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam, cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang trong phiên tòa vào ngày 14 tháng 12 tại Hà Nội. Còn Canada thì đưa ra thông cáo như sau. Canada vô cùng quan ngại việc tuyên án đối với bà Phạm Đoan Trang. Chúng tôi cũng quan ngại về những nỗ lực không ngừng của các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm hạn chế quyền tự do truyền thông, một nhân tố thiết yếu về việc bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Chúng tôi cũng kêu gọi các nhà chức trách Việt Nam cho phép các nhà báo hành nghề mà không sợ bị bắt giữ, sách nhiễu hoặc bị trả thù, đồng thời chấm dứt kiểm duyệt và kiểm soát diện rộng đối với các phương tiện, truyền thông và nới lỏng rộng hơn tự do ngôn luận. Chúng tôi cũng khuyến khích tất cả các quốc gia tuân thủ các nghĩa vụ nhân quyền của họ theo luật pháp quốc tế, bao gồm quyền tự do quan điểm và biểu đạt. Trả lời về việc nhà báo và nhà bảo vệ nhân quyền Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù, Phó Giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế Minh Yêu Hạt cho biết rằng thật phẫn nộ khi các nhà chức trách Việt Nam đang kết tội Phạm Đoan Trang, một nhà báo quả cảm và nhà bảo vệ nhân quyền, người đã nhiều năm đấu tranh cho một Việt Nam công bằng, hòa nhập và tôn trọng các quyền. Công việc của bà ấy nên được tôn vinh và bảo vệ, chứ không phải bị trừng phạt và hình sự hóa. Đối xử với Phạm Đoan Trang gồm các hành vi quấy rối, giám sát, đe dọa, tra tấn và truy tố là biểu tượng của một cách tàn nhẫn cho sự đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các hoạt động nhân quyền ôn hòa trên khắp thế giới. Và Đoan Trang từng nói gì về sự đàn áp này? Ngay sau khi nhận được giải thưởng Voltaire vào tháng 6 năm 2020, Phạm Đoan Trang đã có cuộc trò chuyện với đài tiếng nói BBC tiếng Việt. Khi chia sẻ về sự trấn áp của chính quyền Việt Nam, Đoan Trang nhấn mạnh rằng trong mắt công an, chúng tôi không được coi là con người nữa rồi. Đây là hình ảnh, bên phải là bà Phạm Đoan Trang công bố bản báo cáo đồng tâm. Hình bên trái là bà Đoan Trang đang đi nạn sau khi bị công an cộng sản đánh gãy chân, đứt dây chằng và phải phẫu thuật lại vào năm 2016. Đến nay, vết thương vẫn chưa lành. Đối với nhà xuất bản tự do, giải thưởng này là sự tưởng thưởng cho nỗ lực và lòng can đảm của mọi người khi thành lập. Trong suốt thời gian đó, các thành viên chưa có một phút nào bình yên, phải sống triền miên trong tình trạng căng thẳng. Tất cả mọi người đều phải chịu rất nhiều, Đoan Trang cho hay. Cũng theo bà, có nhiều cách đàn áp mà chính quyền thực hiện đối với các thành viên của nhà xuất bản tự do. Cách dễ nhất là phong tỏa hết mọi tài khoản mà nhà xuất bản tự do mở ra. Họ còn rình chủ tài khoản xuất hiện để bắt. Họ chặn nguồn tiền độc giả gửi tới, bà Trang kể. Nặng hơn thì họ giăng bẫy bắt người giao hàng. Một khi họ bắt được là đánh, đánh rất dã man, đánh cho chết luôn. Thường thì đánh tới mặt, mũi và đánh tại chỗ, rồi sau đó đưa lên xe ô tô. Lên ô tô đánh tiếp, về tới đồn lại tiếp tục đánh. Đó là hành vi bắt cóc. Tức là đầu tiên cướp điện thoại, khống chế rồi đánh cho tối tăm mặt mũi trước khi đưa đi ô tô. Có mấy trường hợp gần đây, anh em bị bắt, bị đánh rồi may mắn thoát được, chứ không phải là công an thả. Bà kể và giải thích thêm. Phải nói rõ ở đây không có gì gọi là luật pháp cả. Chúng ta hay nói về việc có luật pháp, có giấy triệu tập, thực tế là ở đây không có gì cả. Chỉ là phục kích, đánh đập, bắt cóc, đưa về đồn đánh tiếp, tức là cư xử của họ như với thú vật vậy. Trong mắt công an, chúng tôi không phải là người, thế nên đừng nói chuyện quyền công dân ở đây. Đừng nói chuyện luật pháp, giấy mời, đối thoại ở đây. Đây là hình ảnh nhà báo tự do Phạm Đoan Trang được trao giải tự do báo chí vào năm 2019 của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Đây là đánh, tra tấn, bức cung và để lại thương tích rất nặng. Có trường hợp gần đây có anh bị đánh 3, mấy 4 ngày sau, ói ra máu. Ngoài ra còn có biện pháp nữa là đe dọa người nhà. Tất cả các anh chị em ở nhà xuất bản tự do đều đi khỏi nhà, không ai ở nhà hết. Tết lễ, ngày sinh nhật, người thân cũng không về. Họ còn tới nhà đe dọa, yêu cầu người thân cho biết địa điểm chúng tôi ở đâu.
Nói chung, họ dùng mọi biện pháp tàn bạo để trấn áp, bà Trang tố cáo. Từ thực tế hoạt động của mình, nhà báo Phạm Đoan Trang cũng rút ra bài học cho bản thân và các nhà hoạt động dân chủ nói chung như sau. Với các nhà dân chủ, những nhà hoạt động xã hội dân sự, nếu họ lấy cái chung, cái mục đích đấu tranh vì dân chủ, vì xã hội làm đầu, thì họ mới được người dân ủng hộ. Lúc đó mới hy vọng vào cuộc chiến thắng của cuộc đấu tranh, còn nếu vẫn giữ cái tôi hơn cả, vẫn đặt cái sự an toàn, tiện lợi lên trên và cứ ngại hy sinh, ngại gian khổ như vậy, không bao giờ có thể đi tới đích cả. Về câu chuyện của nhà xuất bản tự do, bà Trang có nhắc lại rằng, nhu cầu đọc hiện rất cao, nhưng mình không bao giờ lo thiếu bản thảo, lo thiếu người viết, thiếu người đọc. Tôi chỉ lo là có sống được để làm việc đó hay không, bởi vì với cách đàn áp này thì chắc họ muốn giết hết những người như chúng tôi. Bà nói. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bị chỉ trích Tòa án Hà Nội tuyên xử Phạm Đoan Trang vượt khung Viện Kiểm sát đề nghị. Mặc dù bên công tố đề nghị mức án là 7-8 năm tù, nhưng chiều ngày 14 tháng 12, nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị Tòa án Hà Nội tuyên xử 9 năm tù giam với cáo buộc cô đã làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống nhà nước. Trong thực tế xét xử, ít khi tòa đưa ra mức án cao hơn đề xuất của bên công tố. Thông thường tòa xử dưới mức đề nghị của Viện Kiểm sát, tuy nhiên tại phiên tòa này họ đã tuyên 9 năm tù giam, trong khi Viện Kiểm sát chỉ đề xuất 7-8 năm tù mà thôi. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang trong phiên tòa. Phiên tòa diễn ra với tổng cộng 6 luật sư bảo chữa cho bà Trang, bao gồm các ông bà Lê Văn Luân, Phạm Lệ Quyên, Ngô Anh Tuấn, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Trịnh Vĩnh Phúc. Luật sư Ngô Anh Tuấn một ngày trước phiên xét xử có cùng với các luật sư khác vào gặp thân chủ trong trại tạm giam số 1 và được bà Phạm Đoan Trang cho biết như sau. Trong 10 lần lấy cung, bà đều bị ép nhưng bà đã từ chối trả lời và yêu cầu phải có luật sư mới khai báo nhưng không được chấp nhận. Ngoài ra, trong suốt quá trình làm việc, bà Trang không hợp tác, không khai nhận và chưa từng nhận tội. Thế nên, nếu có clip nhận tội được tung ra dưới bất kỳ hình thức nào thì đó có nghĩa là nó bị cắt ghép, không đúng sự thật. Cũng theo luật sư Tuấn viết trên trang Facebook Tuấn Ngô, bà Trang cũng cho hay điều tra viên hỏi dò bà về việc liệu bà có đồng ý đi ra nước ngoài nếu có một mức án nặng và sẽ tuyên cho bà trong phiên sơ thẩm. Tuy nhiên bà khẳng định bản thân chưa bao giờ có ý định đó và không chấp nhận là vật để đổi trác với chính phủ ở nước ngoài. Lời nói sau cùng của bà Phạm Đoan Trang được công bố trên trang Facebook của cô với nguyên văn nội dung do gia đình cung cấp như sau. Đức Đạt La Lạt Ma thứ 14, lãnh tụ tinh thần của người Phật giáo Tây Tạng, từng nói một câu đại ý như sau. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một thế giới trong đó có cả 6 tỷ người đều theo cùng một tôn giáo thì điều gì sẽ xảy ra khi đó? Chắc chắn là trước sau cũng có một nhóm người thấy rằng tôn giáo đó không còn mang lại lợi ích cho họ nữa. Thế là họ tách ra và thế giới có thêm một nhóm tôn giáo khác hoặc một nhóm người không theo tôn giáo nào. Điều Đức Đạt La Lạt Ma nói là để chúng ta thấy rằng bản chất của thế giới này, bản chất của cuộc sống là đa nguyên và bản chất của con người là hướng tới sự đa nguyên. Đây là hình ảnh các luật sư và mẹ Phạm Đoan Trang chụp ảnh trước khi vào phiên tòa. Và chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới đi tranh cãi về sự đa nguyên và phủ định sự đa nguyên. Chỉ có những kẻ độc ác mới tiêu diệt sự đa nguyên. Và chỉ có những chính quyền cực kỳ độc ác và ngu xuẩn mới tiêu diệt sự đa nguyên bằng cách đàn áp, cầm tù những người bất đồng chính kiến, người viết sách, viết báo, người phản biện xã hội, người hoạt động dân chủ, nhân quyền. Trong một xã hội dân chủ, nếu có một công dân viết sách, viết báo hoặc trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài nói lên những điều chính quyền không muốn nghe, thì cách hành xử văn minh có thể là gì? Văn minh nhất là chính quyền đó không làm gì cả, bởi vì con người văn minh là phải biết cách tôn trọng quan điểm và lợi ích của người khác. Trong trường hợp tệ hơn, nếu chính quyền đó có máu độc tài và thấy rằng những điều công dân nói đó là không thể chấp nhận được, thì chính quyền đó có thể chỉ đơn giản là viết lên những cuốn sách, những bài báo phản bác lại quan điểm của công dân đó, thậm chí mạnh dạn liên hệ trực tiếp với cơ quan báo chí nước ngoài để xin họ bố trí cho một cuộc phỏng vấn, trong đó người của chính quyền có thể nói lên những quan điểm của mình, phản bác lại quan điểm của công dân kia. Nhưng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không làm như thế mà chọn một cách hèn hạ
ngu xuẩn và độc ác hơn rất nhiều. Đó là bắt bớ, cầm tù công dân của mình chỉ vì công dân đó viết sách, viết báo và trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang và nhà sản xuất bản Tự Do đã xuất bản hàng loạt đầu sách có nội dung cổ suý cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Ngày hôm nay, các anh, các chị kết án tôi, có thể bỏ tù tôi nhiều năm nhưng không sao cả, bởi vì như nhân vật Nguyễn Trãi trong vở kịch Bí mật Vườn Lệ Chi đã nói rằng, con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải, có thể bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải vẫn mãi mãi là thiên chức của con người. Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các anh, các chị có thể bỏ tù tôi và hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh các chị nhiều năm nay. Nhưng mãi mãi các anh các chị không xóa bỏ được tiếng xấu, độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ. Vì con thú mãi mãi là con thú, nó không bao giờ có thể trở thành con người được. Đó là Nguyễn Văn lời nói sau cùng mà bà Phạm Đoan Trang đã gửi cho gia đình trước phiên tòa để công bố công khai vì lo ngại rằng tòa có thể không cho phép bà phát biểu. Trước phiên tòa của bà Trang, ông David Brode, cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã có cuộc trả lời phỏng vấn đài BBC tiếng Việt vấn đề về nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Phiên tòa xét xử Phạm Đoan Trang sẽ chứng minh rằng, theo quan điểm của công an, các công tố viên và của thẩm phán của họ, việc nói hoặc viết bất cứ điều gì chỉ trích hành động của nhà nước là phạm trọng tội. Tội lật đổ độc đáo của bà Trang nằm ở chỗ, bà giả vờ rằng các thể chế của Việt Nam thực chất đang như những gì hiến pháp mô tả, nghĩa là dân chủ, để những gì bà đang trở thành giúp nhà nước dạy cho mọi người cách trở thành công dân tốt. Đây là hình ảnh nhà báo Tự Do Phạm Đoan Trang được trao giải Tự Do Báo Chí vào năm 2019 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Cũng nên lưu ý, Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam quy định rằng công dân có quyền tự do chính kiến và biểu đạt và tự do báo chí. Trong khi đó, Điều 88 của Bộ Luật Hình sự năm 1998 của Việt Nam lại nói rằng tuyên truyền, xuyên tạc và bôi nhọ chính quyền nhân dân là một tội ác. Ông David Brown đã nói như vậy. Và ông có nhận định gì về một nhóm nhỏ những người ủng hộ nhân quyền ở Việt Nam hay không? Và tương lai của họ sẽ như thế nào và vai trò của chính phủ Biden trong các vấn đề này? Hội nghị thượng đỉnh về nhân quyền và dân chủ vừa diễn ra ở Việt Nam mà Việt Nam lại không được mời cũng như không bị lên án, tại sao lại như vậy? Đài BBC đặt câu hỏi. Ông David Brown nói rằng cái được gọi là phong trào dân chủ đang bị xáo trộn hoàn toàn. Các nhà lãnh đạo giỏi nhất của phong trào dân chủ Việt Nam đang ở trong tù hoặc lưu vong, trong khi nhiều người trong số còn lại đang lãng phí thời gian của họ để ngưỡng mộ Donald Trump. Chế độ hiện nay có quyền kiểm soát hà khắc hơn nhiều với những gì công chúng có thể xem trên Internet. Chế độ này đã triển khai công nghệ và chiêu trò để gạt bỏ những lập luận chỉ trích có căn cứ, những cái được xem là đối thoại online hiện nay hầu hết chỉ là những lời vu khống, cáo buộc. Vai trò của Mỹ đối với nền dân quyền của Việt Nam ư? Đời sống chính trị của Mỹ cũng đang xáo trộn, phần lớn là do hậu quả của 4 năm quản trị tồi tệ của những người theo chủ nghĩa Trump. Sự tôn trọng đối với các thể chế và sự lãnh đạo của Mỹ đã bị xói mòn nhiều. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Biden họp thượng đỉnh trực tuyến về nhân quyền với các lãnh đạo thế giới vào ngày 9 tháng 12 năm 2021. Việt Nam, Trung Quốc và Nga đã không được mời tham dự hội nghị này. Qua lịch sử của chúng ta, người Mỹ rất tự hào về việc đã trở thành tấm gương tốt. Điều đó bây giờ rất khó thực hiện. Cho đến khi Mỹ có thể tự điều chỉnh lại la bàn đạo đức của mình, không thể mong đợi họ gây ảnh hưởng như đã từng đối với các vấn đề trên thế giới. Tôi cũng đã thất vọng vô cùng khi nhìn vào những thách thức do biến đổi khí hậu, do các hệ tư tưởng dân túy và do đại dịch hiện nay gây ra. Trả lời câu hỏi của đài BBC rằng liệu sau này bà Phạm Đoan Trang sẽ chấp nhận dân nước ngoài sống lưu vong hay không? Ông David Brown nói rằng Phạm Đoan Trang từng nói khi bà được BBC phỏng vấn và ngay trước khi bị bắt là bà sẽ không sống lưu vong thay cho việc ngồi tù. Bà Trang nói, thay vì làm điều gì đó để cải thiện quyền tự do cho con người, chế độ này có thể ghi điểm bằng cách thả một nhà hoạt động chiến thuật bắt và thả cho phép họ bỏ qua nhu cầu thay đổi căn bản. Chế độ này muốn được đẹp mặt bằng cách trả lại tự do cho chúng tôi và hy vọng đổi lại được cái gì đó từ các quốc gia khác. Đó là lý do tại sao tôi hy vọng nếu tôi vào tù, việc tôi bị giam giữ
sẽ không phải là thứ mà họ có thể lạm dụng và lợi dụng, mà thay vào đó là tạo áp lực chống lại chính quyền, buộc nó phải thay đổi.